Chào cả nhà nhé. Đây là bầu không khí của các cầu thủ câu lạc bộ Hải Phòng sau khi chiến thắng trước đội Razor với tỷ số 4-1. Thì các cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng đang ra khu vực của hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng để tri ân và cảm ơn các cổ động viên đã đi cổ vũ tiếp lửa cho đội bóng Hải Phòng.